lại với kênh Lò Mọ. Clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái con robot hút bụi này. Đây là cái con robot hút bụi của hãng InLife. Cụ thể của nó là cái ca này nó là bị nó hỏng pin. Pin nó không hoạt động nữa. Đây mình cắm nguồn vào. Vẫn lên này. Nhưng mà lúc sau thì nó báo lỗi, nó không sạc được cái pin nữa. Thì mình xác định 90% là do cái cục pin của cái con robot này nó bị hỏng. Đấy. Nó kêu tít tít xong là tắt luôn, không sạc pin cho con robot nữa. Mình xác định là 90% là cái cục pin của con robot này bị hỏng rồi. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cục pin ra cho các bạn xem. Đầu tiên là phải tháo cái hộp đựng bụi của nó này. Sau đó thì pin nó nằm ở đây. Đấy, cục pin nó nằm ở đây. Các bạn nhấc nhẹ hai cái lẫy lên và đẩy cục pin ra. Là tùy từng con robot nó có cái bố trí pin nó khác nhau. Nhưng mà con này là đây là khối pin của nó đây. Khối pin của nó là 14.8V, dung lượng là 2600mAh. Cục này là 4 cell, nó đóng 4S. Dùng cell pin 18650. Bây giờ mình sẽ check kỹ thêm cục pin này xem xác định chắc chắn là nó chết hay không nhé. Mình phải tháo ra, tháo cái vỏ pin này ra và sẽ đo từng cái cell một và đo cả cái mạch nữa. Cũng có thể là do nó chết mạch. Nhưng mà mình sẽ tháo ra, bây giờ mình sẽ tháo ra để mình check nhé. Đây là cục pin của nó đây. Đấy, nó dùng cell 18650 của LG, 14.8V, 2600mAh. Đây là cục pin. Nó có 4 cái cell pin này. Đây là đấu pin này, nó đấu 4S. Đây là hai cực của pin. Còn hai cái cực này nó sẽ là hai cái cực của cái cảm biến nhiệt độ. Đấy, bây giờ để xác định xem là cái pin nó hỏng hay không ấy, thì mình sẽ lấy đồng hồ mình đo hai cái cực này. Xem nó có lên điện không. Đây, mình dùng cái đồng hồ vạn năng này và đo ở chế độ điện một chiều. Mình sẽ dí que đo vào hai cái cực dương và cực âm này của cục pin. Các bạn nhìn thấy là đồng hồ nó cứ nhảy loạn lên, nó không đo được vôn. Nó không đo được cái giá trị của cái dòng điện nữa. Đấy, như vậy là xác định là cái cục pin này nó hỏng. Để chắc chắn hơn nữa thì mình sẽ tháo nó ra. Tháo nó ra để đo cái từng cell một xem nó chết cell nào. Cũng có thể là nó do nó chết cái mạch. Rất may là cái cục pin này nó vỏ nó vẫn ốc vít nhưng không phải nó đóng chết như các cái cục pin khác. Đây, các bạn tháo 6 cái con ốc này ra. Đây là ở bên trong nó này, nó có 4 cái cell pin 18650 của LG. Đây cái mã của nó đây. Và đây là cái mạch này. Đây là cái mạch bảo vệ pin đấy.
Đây, pin ở đây. Bây giờ mình sẽ đo từng cell một xem nó có bị chết cell nào không. Đây, bốn cục pin này nó nối tiếp nhau này. Đây là điểm 0V này. Đấy, nối lên đây. Nối tiếp nhau thì nó sẽ cho ra cái dòng điện 14,8V. Để xác định cái cell nào chết ấy, thì mình sẽ đo từng cell một. Từng cell một như này. Cũng không đo được. Giá trị của nó là không xác định. Đợi cell thứ hai này. Cũng vậy, không đo được. Cell thứ ba này. Cell thứ ba cũng như vậy luôn. Cell cuối cùng. Không đo được giá trị. Như vậy là cả 4 cell là mình không đo được cái dòng điện của nó. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái sạc B6 này để mình sạc thử xem cái cục pin này xem nó báo gì nhé. Đầu đỏ các bạn kẹp vào cực dương này. Đầu đen là cực âm. Đó. Ở đây mình chọn ở chế độ lipo trên này. Dòng sạc của nó là mình để 1A đi. Cái này là sạc pin 4S. Đây 4S 14,8V. Start. Đấy, các bạn thấy là cái sạc B6 là nó báo là cái lỗi cái con connection này. Tức là cục pin này nó không kết nối được để nó sạc. Mặc dù mình đã kẹp đúng cực rồi. Đó. Như vậy là chắc chắn là do pin rồi. Bây giờ để sâu hơn nữa thì mình sẽ sạc cho từng cell một. Sẽ sạc cho từng cell một để xem nó xác định được có cái cell nào nó chết không. Vừa nãy mình đo đồng hồ là tất cả các cell đều không lên điện này. Không đo được điện này. Đây, bây giờ mình sẽ sạc cho một cái cell đầu tiên này. Thì mình sẽ không chọn 4S nữa mà là chọn 1S thôi. Đây 1S 3,7V. Start này. Đợi nó check. Nó vẫn báo lỗi cái tương tự như vậy. Như vậy cái cell này cũng không sạc được. Và mình nghĩ chắc chắn là cả 4 cell này đều như nhau thôi. Không sạc được, xác định là do cái pin hỏng rồi. Bây giờ mình sẽ thay. Cũng có thể do cái mạch sạc nó hỏng này. Cũng có thể do cái mạch sạc này hỏng. Nhưng bây giờ mình không cái mạch sạc này thì không xác định được. Không có cách nào để đo nó được. Bây giờ mình sẽ thay 4 cái cell pin này bằng 4 cái cell pin mới. Để xem nó có hoạt động không nhé. Đây mình đã mua sẵn 4 cái cell pin mới này. Để đóng gói rất là cẩn thận. Một cái hộp này ở trong có 2 cell này. Hay sao được đóng gói tiếp. Đây, cell của mình đây. Cell này là cell Sony nhé. Còn cũ của nó là nó dùng cell của LG. Đây mình dùng Sony. Mỗi một cell này có dung lượng là 3000 mAh. Tức là hơn cái cell cũ này của nó. Cell cũ này của nó chỉ có 2600 mAh thôi. Nhưng mà cái cell mới này của mình là 3000 mAh. Dung lượng, dung tích của nó lớn hơn.
Đây, mình đã mua 4 cell rồi. Thay vào 4 cell cũ của nó. Thì cái này mình sẽ phải, bây giờ mình sẽ nhả cái 4 cái cell cũ này ra, bỏ cái phần các cái mối hàn này ra. Sau đó thì hàn lại cái pin kia thôi. Đây là cái mạch của nó các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái 40 cell pin mới nhé. Trước khi đóng pin thì mình sẽ phải định hình 4 cái cell pin này lại, cố định nó lại. Mình dùng cái thanh này để và dán cái keo nến vào để cố định 4 cái cell pin này và cái khuôn của cái vỏ pin. Tại 4 cell pin này nó bố trí xa nhau nên là mình phải cố định như này để tí mình hàn cell, hàn kẽm. Sau khi hàn xong thì mình bóc cái thanh led này ra. Các bạn chú ý chiều của các cái cell pin này, tại vì là đây là pin mình đóng 4S nối tiếp nhau, nên là chiều các bạn chú ý là phải đặt cái chiều của cái cell pin nó đối nhau này, âm dương đấy, để mình đấu nó nối tiếp nhau thành cell 4S. Tiếp theo mình sẽ cắt các cái đoạn kẽm mà nó bằng với cả giữa hai cục pin với nhau này. Đây, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Đây mình cắt những cái đoạn kẽm như này. Rồi bây giờ mình sẽ đi hàn cái kẽm vào cái cell pin này nhé. Đây mình đã hàn xong rồi, hàn kẽm xong một khối pin rồi. Bây giờ có thể bỏ cái thanh này ra rồi, pin nó cố định rồi. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái máy chà này, mình sẽ chà những cái chỗ mà để hàn cái dây của cái mạch này vào, chà đi để hàn nó, khi mà hàn thiếc vào thì nó ăn thiếc, chứ nếu mà không chà mà cứ trơn thế này hàn thiếc vào nó sẽ không ăn, nó cứ trơn tuột đi thôi. Đây cái khối pin mình hàn nối tiếp này, đây là 0V này, điểm này điểm 0V này, nối tiếp lên đây là 3,7V này, xuống đây là 8V này, nối lên đây 12V và đây là 14V. Trước khi hàn cái mạch này vào thì mình sẽ phải đo, dùng đồng hồ để mình đo xem là cái việc đóng pin hàn kẽm nó đã chuẩn chưa nhé.
Đây là điểm 0V này, mình sẽ dí kim đen vào. Và đây là điểm 14,8V này. Các bạn thấy đồng hồ lên 15V không? Điểm này là 3,7V này. Đấy, 3,8. Điểm này là 7,6V. Điểm đây là 12V này. 11,4V. Đấy, pin này nó là pin mới, chưa sạc đầy, nên là có sai số. Rồi, bây giờ mình sẽ phủ thiếc vào những chỗ mình vừa trà, để tí nữa hàn cái mạch vào. Mình đã hàn cái mạch vào về pin rồi. Đây các bạn hàn theo đúng cái các bạn tháo ra như nào thì hàn đúng là như vậy. Đây điểm 0V là dây đen này. Điểm 0V. Và cái điểm tiếp theo này thì là 3,7V. Nó hàn cái dây vào đây. Tiếp theo điểm là điểm 8V. Đây là dây vàng này, 8V xuống đây. Cái điểm này là điểm 12V. Và cuối cùng là cái dây đỏ là 14,8V. Đấy. Rồi bây giờ mình lấy đồng hồ mình thử đo xem nào. Đo hai cái đầu ra của nó đây. Đấy, các bạn nhìn thấy nó là 15,16V này. À, như vậy là ok rồi. Giờ mình đóng vào vỏ nó là xong. Để cho ít keo vào đây cho nó cố định với cái dây này. Xong rồi, như vậy là mình đã đóng xong cái khối pin này rồi. Bây giờ dung lượng của nó không còn là 2600mAh nữa, mà là 3000mAh. Dòng xả của viên pin này là 25A. Dòng xả của cái cell pin này. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào cái con robot xem nó có chạy không nhé. Đấy, lên đèn rồi các bạn. Rồi mình thử cắm sạc vào xem nó có bị như là trước được không nha. Rồi không thấy kêu đó rồi, sạc ngon rồi đấy. Rồi để mình cho nó chạy thử nhá. Con này nó có cả điều khiển nữa này. Với cái cục pin mới đóng này, mình vừa test thử thì nó chạy liên tục được khoảng độ 2 tiếng đồng hồ thì nó hết pin. Robot hút bụi này là của bác hàng xóm, bác ấy nhờ sửa. Đây là con robot mua hàng xách tay, thật ra cái việc mua pin mới để thay của nó cũng rất là khoai.
đó, mình chọn cái phương án là đóng lại pin. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy cho mình một like nhé. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.